Hy vọng phải làm con năng to nhá. Đấy 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 đấy, nó nép xuống đó, nó đã nháy các bạn kìa. Ông chú, cá là cá gì ạ? Các bác thấy nước to không? Trong này vừa một trận nước rất là to các bạn, cây cối nó dạt hết kìa. Hẳn cây to còn gục còn xuống cơ mà. Hôm nay em lại vào đây đi săn lăng chấm các bạn. Giờ đi tìm cái vực nào câu run rồi chờ mấy anh em hôm trước sang chúng ta lại chiến đấu. Nước hôm nay khá to đấy, to hơn cái hôm trước câu phải tầm hơn mét. Nước hôm trước còn lên tận trên kia cả mọi người kìa, lên tít trên kia ngang gốc cây kìa, rác riếc vẫn mắc. Ở đây hôm trước người ta vừa cất vó này, vẫn còn vó mới cái vật giỏ cá mấy cái ghế vẫn còn nguyên kia. Thôi giờ em lại đi lên đường thôi, đi tìm vực khác câu. Trong này đúng là vừa lũ trận rất là to các bạn. Ui dồi trời ơi, bên nắng quá các bạn. Đi để mấy con giun ở trong cái hộp, để trong ba lô rồi mà để trong cái túi câu mà vào đây nó vẫn ngoẻo gần hết các bạn. Sợ thật đấy. Chép rồi. Xấu ấy. Để cần thấp thấp này thôi thì cần vồ được. Đấy, nó ném số nó có là rượu này. Rồi, một con là gì đây? Không móm mà nha. Con cá mương này. Loại siêu rỉa mồi. Ôi, chờ đến tối đi câu nhộng ong thôi. Giờ chờ đến tối ấy. Bây giờ có 4 giờ. Anh em Lạng Sơn chắc phải 5 giờ mới sao đến nơi. Lên bờ kia đào. Bao nhiêu lâu mới được một con giun các bạn? Giun của em thối chết hết rồi. Quyết định câu đốt con giun vừa đào được xong rồi. Chúng ta đi tìm điểm ấy. Đi tìm điểm để câu đêm. Em cứ đi dọc bờ sông xem những vũng nào đẹp và đánh dấu ở đấy. Xong rồi đêm anh em Lạng Sơn sang chúng ta câu.
Hy vọng con này làm con chấm nhé. Nào, con giun chuối rất là to đẹp này. Nào, con chấm cỏ nào. Nó xa tí cho cá bé con mẹ. Cứ rỉa rỉa các bạn. Xuống hết là bờ. Đó, con mương ở ngoài sao ấy, nhẹ tênh. Chạy chạy chạy, áo mà chạy. Xuống. Bóng mụn. Xuống ngay nguyên con giun nào. Cả bống ngon rồi các bác. Con này rán này tuyệt vời, à kho ấy. Cá bé này, lấy lên đi nó cũng ngoẻo hết. Con giun to này bảo, chờ con chấm này. Lại sơi mất của em. Câu tí nữa xem sao. Không ăn thua các bạn. Giờ em thu cần em đi vượt lên trên đi tìm những cái điểm để tối câu á. Anh em Lạng Sơn cũng gần sang đến nơi rồi. Hy vọng là tí nhà anh em tối câu nhộng ong sẽ kiếm một con to nha các bạn nha. Mới tiếc thế, bị run nó bị chết hết nên là câu nó không hiệu quả. Mà vào đây đào không có run thì mới đau ấy. Đất vào. Ở bên trong này có một vụn sâu lắm. Hôm có một cái chỗ đá nó thò ra cơ. Đấy, vụn đấy hôm anh gặp ông đánh lưới ông mà ông toàn đi rình, ông ấy đi đánh lưới ông cầm theo cái đinh ba kính nhặn ông mà đi chỉ săn lăng chấm thôi, không có nào hôm đâm một con cân đấy. Đấy Văn ạ, lặn đây nhá. Con này bờ đá mênh mông các bác này. Toàn đá là đá. Giờ anh em chiến đấu xong này đi câu. Hôm nay sẽ lặn quay Lạng Sơn. Nước tường. Đấy. Ôi trời ơi. Ok, đẹp phết nhỉ. Ngồi ngồi này đúng là đẹp mà. Nó làm non theo đỏ. Hôm nay không biết ai được học tưởng đây. Đấy anh em nhá. Nào, mời cả nhà nhá. Chúc buổi câu hôm nay thành công. Làm con to bằng con hôm qua được rồi. Ôi. Đi cả ngày làm lon bia thích nhỉ. Vâng. Ăn bì mới gọi này. Chấm cái bia này thôi. Chấm nhá. Chấm bột canh ngon à, cứ bột canh hảo hảo chấm gì cũng ngon. Con lợn này mở hàng đầu tiên luôn đấy. Vừa ra lò. Nhưng mà mang lên lâu à. Mang sang đây hâm. Hâm 2 tiếng mà ăn mì vẫn giòn nhỉ. Vâng. Đúng bên Lạng Sơn. Lúc điện thì ông ấy đang quay vào. Bên Lạng Sơn thì mấy cái đồ. Vâng. Đồ quay này ngon. Vịt quay lợn quay. Thế mà quay cho con gà có lợn quay thôi. Ăn lợn dưới ngọn dưới ăn thôi mà. Vâng. Lâu cũng không được ăn thì lợn quay rồi.
Không quên gì đâu. Thôi đi câu các bác nhá. Anh em chiến đấu xong rồi. Giờ tối tối rồi. Cá lăng đi ăn đấy. Mỗi anh em chia một điểm các bạn. Em cứ định ngồi đây. Bây giờ tối rồi, 7 giờ hơn rồi. Buông cần nhắm mộng sẽ xoáy làm sao. Em ném một cái xoáy xoáy gần bờ các bạn. Nước hơi to nên là không ném được. Nó xa đâu, xa chảy lắm. Hy vọng sẽ làm con năng to nhá. Đấy, 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 đấy. Vừa ném xuống nó đã nháy các bạn kìa. Úi dồi ôi, con này to phết đấy các bạn. Đem. Chưa được một phút. Úi dồi to lắm. Hoạt đâu nhá. Cái gì? Có lắm các bạn. Vừa ném xuống chưa được một giây. 5 giây chứ. Ăn khủng rồi. Ăn khủng rồi, ăn khủng rồi, ăn khủng rồi. Ăn khủng rồi, ăn khủng rồi, ăn khủng rồi. Ăn khủng, ăn khủng, ăn khủng, ăn khủng các bạn ạ. Ăn khủng rồi. Úi dồi ôi, con to đứng hỏi các bạn ạ. Khủng bố, khủng bố. Úi dồi ôi, dài chưa. Vừa lem xuống, chưa được tầm 15-20 giây là dính nha các bạn. Các bạn nhìn thấy vĩ đại chưa? Ui, dài ngoằng luôn. Quá là phê luôn. Em thả nó vào rọ nha các bạn nha. Đỏ đấy, hôm nay ăn thua đấy. Không phải. Tùng ơi, vừa dính con rồi. Em được à? Ui, đây anh được con này vừa luôn. Vừa ném xuống chưa được. Chưa được 30 giây. Tùng bên trên lại đồng con các bạn ạ. To không? Nơi này anh dòng bao nhiêu lâu về đó không ăn thua đấy. Anh vừa lẻ xuống chưa được 15 phút 15 giây các bạn ạ. À, nhìn con năng to không. Thôi nhà em câu tiếp ạ, để thả nó vào rọ. Oh, ngon quá, ngon quá, ngon. Em thả rọ á. Con to phê thế. Dòng phê thật. Tay vẫn còn run quá ạ. Thêm xuống chưa được 15-20 giây. À thế nó rút đi à. Đúng mồi nhọng ong hiệu quả thật. Có phát lại em ăn luôn. Giờ chúng ta tiếp tục chờ đợi nhá. Có ác đấy các bạn. Chỉ có này. Hơi vội, hơi vội. Hơi vội các bạn. Em phải tập trung chuyên môn phát anh nhé. Đợi em móc mồi ấy. Cắn nát các bạn. Phát kia giật hơi vội. Còn lại em sẽ tập trung thật, tập trung chuyên môn nhé. Bắt con. Cảm giác phê vẫn còn trong người các bạn. Vừa lem xuống cắn rồi. Được không ai, thời tiết rất là đẹp, ủng hộ. Trăng thanh gió mát này. Ôi, ôi, ôi. Nước chảy rồi các bạn.
Lên mấy con này Tùng ơi. Đấy, 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 đấy. Đấy, 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 cho nó gặp hẳn. Hẳn đấy. Trời ơi, vội quá. Chậm quá, chậm quá. Đèn quá các bạn. Vịt như thế không giật được. Thôi quả này em phải giật nhanh thôi. Không phải nó sỏng đi được. Sỏng mấy phát đấy. Như thế. Bụi đấy, bụi ông Tùng đèn sáng liên tục. Không biết lên mấy con này. Lôi lôi quả phát bóng cái đi cần thì không giật được. Ý lại vẫn là cay. Đấy, dìa các bạn. Dìa mạnh phết. Nào, vít đi cho nào. Chờ vít đậu, vít, 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 vít. Ê, tính rồi. Đã con to các bạn ạ. Đã con to rồi. Anh à. Đừng theo nó. Nâng cho ngoài không ạ? Con này khá đấy các bạn. Ủa trời, to lắm con này. Ngang cơ con rồi. Gần ngang cơ luôn ạ. Bạn chú đấy. Ôi trời ơi. Con này chắc thì tầm 4 lạng, 5 lạng. Ngon quá. Vít được chợt một phát, bây giờ lại bắt được phát phát tiếp. Ui dồi, con này nuốt sâu á. Vẫn cổ. Con này kêu như là cá bò kêu ấy. Cọt 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 cọt. Con này tìm đi không nhỉ. Con tìm tìm nhỉ. Năng chấm, năng chấm. Nó lút tận trong này các bạn. Cái kìm này gỡ rất nhanh luôn. Hai chú nhá. Anh em đều lên cá hết rồi. Con này cái vây nó sắc quá nó. Nó chơi vào vợt này. Để em thả nó vào rõ nhé. Hy vọng ăn thua quá nhá. Làm con thứ ba nào. Phát đấy nó cứ ghim 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 ở bên dưới các bác. Cú thỏ mắc quả vào gốc cây nữa rồi thì mất con đấy. Cuối cùng lôi nó lên. Phải thế. Làm hai chú. Hai chú bự luôn chứ. Nháy 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 phát con này luốt gần vào cổ. Em mang cái kìm đi tháo nhanh. Phát một. Vừa dìa ác phết các bạn. Đấy, đấy. Con bé sao dẻo rất khôn. Đợi nó vít mạnh em cho nó phát. Im thế nhỉ. Vâng. Díu phát mạnh thế thôi. Ôi, ôi, ôi. Nước chảy các bạn.
Lên mấy con này Tùng ơi. Đấy, 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 đấy. Đấy, 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 cho nó gặp hẳn. Hẳn đấy. Trời ơi.